Điểm đến trong chương trình quê hương đất nước con người hôm nay là xã Bình An, huyện Kiên Lương. Xã Bình An có diện tích gần 4.000 hecta, dân số gần 11.000 người vào năm 2018. Địa hình của Bình An phân hóa đa dạng, có núi cao, xen đồng bằng và giáp biển. Với vị trí thuận lợi như thế, xã Bình An có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại và du lịch. Bình An sở hữu tiềm năng du lịch từ thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ. Bức tranh phong cảnh sơn thủy kết hợp nét đẹp từ núi và biển. Trong số đó phải kể đến quần thể du lịch Hòn Phụ Tử. Khu du lịch Hòn Phụ Tử được mệnh danh là Tiểu Hạ Long Phương Nam bởi quần thể núi trên biển rất đẹp mắt, nhưng không kém phần kỳ dĩ. Quần thể danh thắng này có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn, nhưng có 3 điểm tham quan chính là Chùa Hang, Hòn Phụ Tử và Bãi Dương. Bờ biển Bãi Dương dài khoảng 2 cây số, cát mịn, sóng êm và không pha đá sỏi. Dưới nắng vàng rực rỡ, Bãi Dương chạy theo hình vòng cung ôm lấy biển. Một nửa bãi có hàng dương xanh và nửa bãi kia có hàng dầu cổ thụ, nên người địa phương gọi là Bãi Dương và Bãi Dầu. Phía trước Bãi Dương có đảo Kiến Giàng, cách bờ khoảng 500 mét, án ngữ trước mặt. Non xanh, nước biển, sơn thủy hữu tình là những điều du khách cảm nhận được khi đặt chân đến khu du lịch Hòn Phụ Tử. Đến đây là khu du lịch Hòn Phụ Tử thì có những điểm chính là vô thông qua hàng Hòn Phụ Tử, sau đó là họ là ăn uống và tắm biển. Nước biển đây thì nó cũng thoáng xanh đẹp. Ngoài ra thì họ cũng có những cái nhu cầu họ đi tham quan thì mình cũng có cái dịch vụ là vận chuyển khách đi tham quan hang Diên Tiên, rồi ba hòn Đầm cũng như là hòn Nghệ. Mục tiêu hàng đầu của khu du lịch đó, thì đảm bảo an toàn du khách là trên hết, cũng như là tham quan là hang Diên Tiên cũng như là các hòn khác thì đảm bảo được tuyệt đối là an toàn cho du khách, rồi kiểm tra thường xuyên, rồi cũng như là các cái dịch vụ mua bán á, thì ba lãnh đạo khu cũng có thường xuyên là nhắc nhở các hộ dân mua bán làm sao đảm bảo được cái vệ sinh môi trường cũng như là đảm bảo về cái giá cả, sao hạn chế cái chặt chém làm cho hài lòng cho du khách đến tham quan khu du lịch Hòn Phụ Tử. Ngoài du lịch tham quan nghỉ dưỡng, trong quần thể khu du lịch Hòn Phụ Tử còn có chùa Hang, do chánh điện nằm trong lòng núi thâm u, tên chữ là Sơn Hải Tự. Trước sân chùa Hang thờ Phật Di Lặc được tạc bằng đá non nước, nặng tới 22 tấn. Bên cạnh là hàng tượng Phật, tượng La Hán được chế tác rất công phu.
Đây là địa điểm du lịch tâm linh, thu hút đông đảo du khách từ miền Tây và Sài Gòn đến hành hương chiêm bái. Chùa tổ chức lễ hội long trọng kéo dài từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Điểm đặc sắc nhất của ngôi chùa này là cổng chùa nằm bên ngoài, nhưng chánh điện nằm trong lòng một động đá vôi hai cửa, chạy thẳng theo trục Đông Bắc Tây Nam, dài hơn 50 mét, động sâu thăm thẳm. Những tượng Phật ẩn hiện trong hang tạo cảm giác tôn nghiêm huyền bí. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, khu du lịch Hòn Phụ Tử đã đón trên 150.000 lượt khách, đạt doanh thu trên 1 tỷ 700 triệu đồng. Đây là tín hiệu lạc quan, chứng tỏ sức thu hút của khu du lịch Hòn Phụ Tử đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Du lịch tiếp tục là mũi nhọn kinh tế của xã Bình An. Sức bật của du lịch đặt ra cho chính quyền địa phương thách thức. Phát triển phải gắn liền với sự bền vững, đồng thời gìn giữ nét đẹp tự nhiên nguyên sơ của quần thể danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ưu ái. Qua cùng nét đẹp của biển xanh, trời xanh, những hàng cây thốt nốt đã tạo nên nét đẹp riêng cho xã Bình An, đặc biệt là ấp Ba Trại. Những người dân địa phương đã miêu tả nghề lấy đường thốt nốt là làm ở trên trời, ăn cơm dưới đất. Hàng ngày, họ leo lên leo xuống mấy chục cây thốt nốt để vạc đầu bông, đặt can nhựa hứng nước. Rồi hôm sau, lại leo lên mang những can nhựa xuống. Nghề được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, khó khăn và vất vả. Nhưng đây là nghề mưu sinh, là niềm tự hào của người dân nơi đây khi làm ra những đặc sản địa phương. Đồng bào Khmer xã Bình An đã biết tận dụng và khai thác giá trị từ cây thốt nốt, từ qua ép lấy nước để nấu đường. Hiện nay xóm nghề còn 6 hộ nấu đường tập trung tại ấp Ba Trại. Nghề đã thể hiện được sự tài hoa của cộng đồng người Khmer, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Gia đình ông Trần Phước Sơn theo nghề làm đường 3 đời. Từ lúc 12 tuổi, ông đã theo cha để học làm đường. Mình cái này cũng làm cái chuyện này cũng như lấy công làm lời thôi, cũng như mình làm thì nó không cực nhọc gì bao nhiêu đâu, mà đều nó có mệt luôn, mà đều nó không có được nghỉ, không có được nghỉ chút nào hết trơn á. Sáng đi đặt nghe, sáng 6 giờ đi đặt. Đặt tới 9-10 giờ mới xong. 9-10 giờ xong bắt đầu về kéo một lần một chảo, bắt đầu đi kiếm củi. Kiếm củi về là kéo một chảo nữa. Kéo một chảo nữa bắt đầu bầm giá sao để vô trong ống xong xuôi đàng hoàng. Rồi vừa mới tới giờ đi hứng tới chiều 5 giờ. Rồi mới về. Giờ được gánh ban đêm thôi à. Ban ngày là không được gánh. Ban ngày là làm suốt tối ngày luôn. Một mùa có nó có hai được thôi, một được tháng 10, một được tháng chạp tới tháng giêng đó là được đó, là được chính nó được thu hoạch tiền nhiều. Tại một ngày nói chung ra là làm cũng như là làm vừa làm xong thì người ta lại cân, nhầm khi 14-15 ký cũng có, rồi một ngày nhầm khi 400-500 ngàn cũng có. Mình làm hồi đó tới giờ đó, cái nghề này mình đâu có bỏ được. Tại vì cái đời sống của mình có cái đó mới là sống được ổn định, như, cũng như là nuôi trong gia đình vậy đó. Đường thốt nốt ấp Ba Trại với vị ngọt thanh, mùi thơm dịu đã trở thành đặc sản, hình thành nên nét đẹp văn hóa cho cộng đồng người Khmer địa phương. Năm 2019, nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là nghề truyền thống. Đó cũng chính là động lực
để người dân tiếp tục giữ lửa với nghề xưa. Từ một vùng đất hoang sơ khô cằn với những cây thốt nốt rợp bóng, nông thôn xã Bình An ngày càng phát triển. Sở hữu tiềm năng to lớn về kinh tế biển, đặc biệt là thương mại và du lịch. Bình An là xã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của toàn huyện Kiên Lương. Cuộc sống của mỗi hộ dân cũng không ngừng cải thiện. Gia đình anh Đường Tấn Tài đã có 3 đời sinh sống tại xã Bình An. Nhờ chí thú làm ăn mà anh đã nuôi được các con ăn học thành tài. Cùng với đó, anh còn cảm nhận được sự thay da đổi thịt của vùng đất đã gắn bó hơn 50 năm. Nhà thì có cái tàu nó cũng hơi lớn, mình đi đánh bắt cũng xa bờ được, gần bờ cũng được. Thì đi làm nó cũng không khá, nó cũng vô thì thu nhập nó cũng đỡ. Có khi vô một chuyến thì cũng được mười mấy triệu, 20 triệu rồi vậy đó. Trước đây thì hồi xưa thì đường xá không có đường lỗ gà, đường không có loại đường nhỏ xíu à, không có đường đất nhỏ đâu không à. Đi muốn đi vô thì cũng khó, mà đi ra này đi xuống cái này cũng khó được, không được cũng khó đi lắm. Nhưng bây giờ thì phát triển rồi, có đường xá, đường đổ nhựa rồi không à, đường đẹp lắm. Rồi du lịch thì nó cũng phát triển, người dân cũng có công ăn việc làm phát triển. Cái gì nó cũng có hết, là điện, nước, là các thứ nhân dân. Ở đây nó cũng không thua gì cả thành thị đâu. Ở đây thôn quê thì vùng sâu, vùng xa thì nhưng mà nó cũng đầy đủ. Phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian vừa qua đối với chủ xã Bình An thì có bước phát triển hết sức là vượt bậc. Thì có thể nói đến thời điểm hiện nay thì các cái chỉ tiêu thực hiện thì đạt và vượt so với nghị quyết hội đảng bộ xã. Thì hiện nay thì chủ xã cũng đã có nhiều cái giải pháp chỉ đạo để thực hiện nâng cao cái bảo hiểm y tế cũng như là cái cải thiện đáng kể về cái vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Bình An và đảm bảo cái các cái tiêu chí giữ vững xã nông thôn mới trong cái thời gian vừa qua cũng như thời gian sắp tới. Có thể xác định rõ cái phát triển kinh tế trọng điểm của xã Bình An là thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và nuôi trồng chế biến thủy sản. Thì nhìn chung qua các cái quá trình thực hiện thì các cái lĩnh vực này cũng đã đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết. Tập trung cho cái dịch vụ du lịch thì chủ xã cũng có cái kiến nghị với huyện cũng sớm đầu tư các cái khu du lịch như là du lịch chùa Hang Hậu Hổ Tử và cái khu di tích lịch sử Mò So và Hang Tiền và cái khu vực Bãi Dương. Có thể nói rằng là phát triển du lịch là một trong những cái phát triển kinh tế mũi nhọn của xã Bình An cũng như là huyện Kiên Lương. Thì trong thời gian tới sẽ theo cái hướng này thì sẽ có cái đầu tư mạnh cũng như là có phát triển du lịch trên địa bàn xã Bình An có thể là mạnh hơn. Một ngày mới bình yên lại về trên xã Bình An. Đối lập với sự nhộn nhịp của cuộc sống đô thị là sự hoang sơ và êm đềm từ biển. Một vùng đất nhỏ của huyện Kiên Lương vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác. Hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thế mạnh kinh tế tổng hợp, nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại và du lịch trong tương lai.